chào tất cả các bạn đã đến với channel của chúng ta Mobile. Thì như các bạn cũng biết thì trên thị trường chúng ta thường thấy có rất là nhiều loại máy, chẳng hạn như là máy làm nóng nước nè, máy làm nóng và lạnh nước, máy lọc nước vân vân mày rất là nhiều loại. Và hôm nay thì tại chúng ta Mobile cũng đã về hàng một cái loại máy làm nóng nước. Ngay bên cạnh anh đây một cái thùng to thì anh thấy nó kích thước cũng xem với những loại trên thị trường. Nhưng mà để xem coi cái sản phẩm ở bên trong nó có giống như những loại sản phẩm trên thị trường hay không, hay là nó có những cái đặc điểm gì đặc biệt hơn, thì bây giờ anh sẽ tiến hành mở hộp và trải nghiệm sau phần intro này nhé. Audio Jungle. Và sau khi mở hộp ra thì anh cảm thấy khá là vất vả khi chúng ta phải mở hộp, nhưng mà anh không thể nào mà quay lại cái sự mở hộp cho các bạn cùng xem được. Nhưng mà bên trong phần hộp nó cũng không có cái gì quá là phức tạp, bởi vì cái phần vòi nước với cái phần thân của cái chiếc máy này nó đã dính với nhau bằng một cái sợi dây liên kết rồi. Thì cái này anh một lát thì các bạn có thể xem sau cái phần giới thiệu chi tiết của anh, cái phần lắp ráp trước khi anh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Chiếc máy làm nóng nước ngày hôm nay anh giới thiệu cho các bạn là nó có tên là máy làm nóng nước thông minh Morphin. Thì các bạn thấy là nó có một cái thiết kế rất là hiện đại hóa hơn so với những cái loại mà làm nóng nước trên thị trường. Thứ nhất là cái phần vòi nước nó thiết kế rất là lạ. Thì các bạn thấy là cái vòi nước này giống như nhìn cái vòi nước rửa tay chúng ta trên cái bồn rửa tay vậy. Và ở trên bề mặt ở đây nó không thiết kế chúng ta một cái phần gọi là cái phần khay để chúng ta có thể lật ngược cái phần bình nước lưu trữ, bình nước dự trữ các bạn á. Thông thường các bạn lật ngược bình nước dự trữ và chúng ta để ở vị trí này. Nhưng vị trí này nó không có, thì nó trang bị chúng ta một cái mặt phẳng như thế này. Thì theo anh tìm hiểu thì cái mặt phẳng này là bề mặt kính cường lực đen pha lê. Kính cường lực này nó có thể làm nóng được cái phần vị trí ở đây khi chúng ta để nước ha. Và ngoài ra thì nó còn trang bị chúng ta một cái màn hình để chúng ta có thể hiển thị được cái mức độ nước mà chúng ta chọn, cũng như là cái nhiệt độ chúng ta chọn, cũng như là những cái nút cảm ứng rất là khách quan ở trên cái bề mặt này. Thì cái bình nước chúng ta để đâu chắc chắn là các bạn sẽ đang có câu hỏi trong đầu. Thì bình nước nó được thiết kế lưu trữ ở bên trong chiếc bình này hả. Và đó là một cái thiết kế rất là đặc biệt và cũng là một cái ưu điểm lớn nhất của chiếc bình này, có nghĩa là bình nước lưu trữ chúng ta chỉ cần để vô đây và chúng ta kết nối bằng dây vào cái bằng trong bình nước là xong. Thì đối với những cái thiết kế như thế này nó sẽ rất là phù hợp với nhà mà chúng ta có phụ nữ không, mà không có đàn ông thì chúng ta không thể nào khiêng cái bình nước lên trên cao và lật bình nước lại thì rất là khó khăn. Thì cái bình nước này sẽ là một cái điểm cộng cho cái việc đó. Ngoài ra thì ở bên trong nó còn thiết kế chúng ta một cái khay như thế này, thì khay này chúng ta có thể tháo rời và mang đi vệ sinh được. Thì khi mà chúng ta mở hộp thì khay nó sẽ rời nha các bạn, thì các bạn phải tự lắp ráp vào. Và cái khay này có tác dụng để làm gì? Thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ suy nghĩ ra, đó là để chúng ta để ly nước nè, để những cái vật dụng liên quan đến máy. Anh nghĩ là để ly nước là có khách quan nhất. Và cái phần nắp thì nó thiết kế cũng khá là nhẹ nhàng ha. Chị em này nọ chúng ta cũng có thể tháo ra để chúng ta lấy cái phần ly hay gì này nọ cũng rất là dễ. Và cái phần thân của nó thì nó thiết kế với cái phần thân hộp vuông màu trắng như thế này. Và kích thước cụ thể của cái chiếc máy này 32 x 32, và chiều cao của nó khoảng 103.4 cm. Và vật liệu của cái chiếc máy này thì chủ yếu là bằng nhựa ABS. Với phần nhựa này thì chắc hẳn các bạn sẽ rất là quen thuộc, bởi vì hầu hết những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng á, bên nhà của chiếm tài ấy, thường thường là sử dụng bằng nhựa ABS. Và cái phần vòi nước này thì bạn thấy là nó được làm bằng cái hộp kim nhôm. Thì với cái những cái chất liệu này nó sẽ giúp cho sản phẩm có cái độ bền rất là cao, cũng như là mang lại một cái tính thẩm mỹ rất là cao với cái sản phẩm. Và nói về công nghệ của chiếc máy này thì thứ nhất là chúng ta có những công dụng. Thứ nhất là chúng ta có thể làm nóng nước, thứ hai là có thể lọc nước cho chúng ta. Và nó được trang bị tích hợp cái bộ lọc HEPA với cái loại lọc thông hơi cho rất là hiệu quả, lọc vi khuẩn này, ngăn chặn các cái sinh vật tiếp xúc với cái nguồn nước và đảm bảo vệ sinh khi chúng ta sử dụng. Và công nghệ của nó thì nó sử dụng công nghệ phủ nhiệt điện tử ATO và ống thạch anh ở bên trong để nó làm nóng nước của chúng ta, là nó sẽ làm hiệu suất rất là ổn định và nó làm nóng nước rất là nhanh, cũng như là nó chịu được nhiệt độ rất là cao nên sẽ mang đến cái độ bền cao hơn và an toàn hơn cho cái nguồn nước chúng ta khi sử dụng. Và công suất của cái máy này là lên đến 2200W. Và công suất sưởi định mức của nó cũng là 2200W luôn. Và cái nhiệt độ gia nhiệt của chiếc máy này là 100°C, cũng như là cái công suất nước nóng của nó là khoảng tầm, nó làm nóng nước tầm khoảng 25 lít trên 1 giờ, rất là nhanh. Và cái nhiệt độ nó thì lớn tầm khoảng 90°C. Cái thời gian quan trọng là cái thời gian làm nóng nước của nó rất là nhanh, chỉ trong khoảng 3 giây thôi là nước đã nóng rồi.
Thì ngoài cái việc làm nóng nhanh với cái công nghệ làm nóng nhanh như vậy thì chiếc máy này nó mang lại tiện lợi cho người dùng nữa, đó là chúng ta có thể lựa chọn từng mức gọi là dung tích chúng ta sử dụng nguồn nước. Có nghĩa là khi chúng ta mang cái ly lại đây thì chúng ta lựa chọn cái dung tích mà chúng ta cần, sau đó chúng ta đi ra chỗ khác, chúng ta không cần quan tâm nước để chúng ta canh để tắt nước hay gì đó như những loại máy thông thường. Có nghĩa là nó sẽ xác định cái mức và nó sẽ tự động ngắt. Đó là một cái tiện lợi thứ hai đó. Và một cái tiện lợi thứ ba nữa mà anh chắc chắn rằng một điều là chỉ có chiếc máy MoFun này có thôi, đó là nó có thể kết nối được với app trên smartphone chúng ta, thì chúng ta có thể điều khiển từ xa một cách rất là thông minh với cái thời buổi hiện đại như bây giờ. Thì để xem coi cái cách kết nối app và sử dụng trên app như thế nào và cách sử dụng của chiếc máy này như thế nào thì xin mời các bạn hãy xem phần tiếp theo nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cách cơ bản nhất ha. Thì đầu tiên thì các bạn hãy cho một cái bình nước như thế này vào bên trong. Thì thường thường các bạn mua bình nước á, trước khi lật ngược lại thì cái nắp của cái bình nước này thường thường nó sẽ có một cái lỗ nhỏ. Thì cái lỗ đó nó sẽ gọi là rất là khít so với sợi dây, thì lúc đó nó sẽ bảo vệ cái nguồn nước chúng ta khỏi lại bụi bặm này cũng như là các con vi khuẩn. Đó, chúng ta chỉ cần bỏ vô đây thôi, khá là gọn. Đó. Và sau đó thì chúng ta lấy cái sợi dây bên trong. Thì lúc nãy ảnh quên đề cập chúng ta là sợi dây nó làm bằng chất liệu gì. Thì là sợi dây này nó làm bằng cái chất liệu silicon ha. Và cái phần đầu dây như thế này nó sẽ có một cái gọi là cái hút nước lọc. Nói chung là rất là tương tự với những cái đồ lọc nước mà các bạn thường thấy và các bạn review ở chiếc tài cũng hay review những cái sản phẩm như thế này. Và sợi dây này á, thì nó rất là gọi là khép kín luôn. Thì lúc này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể loại bỏ được những loại vi khuẩn xâm nhập vào ha. Và đến đi kèm là một cái phần nắp như thế này. Phần nắp thì nó đậy kín, rất là kín. Sau rồi chúng ta lấy phần nắp này chúng ta đậy. Và cái phần nắp này chúng ta có thể di chuyển rất là dễ dàng ở trên cái sợi dây này luôn nha. Chúng ta chỉ cần nắm và kéo thôi. Và chúng ta bỏ vào đây. Đó. Thì sau khi phần nắp rồi thì các bạn thấy là cái bình nước chúng ta để vào đây. Và cái phần nắp của cái phần máy này á, nó rất là linh hoạt. Và chúng ta chỉ cần đậy lại như thế này. Đó, thì cái phần nắp này nó cũng rất là khép kín với cái phần thùng máy luôn. Thì với cái phần nắp kín như thế này nó sẽ loại bỏ được những cái loại côn trùng ha xâm nhập vào cái phần bình nước dự trữ mình hơn là cái phần bình nước mà chúng ta để ở bên trên. Thì nó sẽ không thể nào tránh được phần bụi bặm nó bám vào cái phần miệng của cái bình nước dự trữ, thì lúc đó nó, cái nguồn nước chúng ta sẽ không được đảm bảo hơn so với cái phần này. Rồi, và bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ha. Thì về tiếp theo chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với nguồn điện ha. Khi chúng ta kết nối với nguồn điện thì màn hình nó sẽ phát sáng. Thì cái màn hình này thông thường nếu mà chúng ta không kết nối nguồn điện thì chúng ta sẽ không có thể thấy được. Và đó cũng là một cái điểm rất là thẩm mỹ của chiếc máy này. Và đặc biệt là cái màn hình, cái phần mà bề mặt của chúng ta rất là láng bóng và chúng ta có thể vệ sinh lau chùi rất là dễ dàng. Và ở đây là một cái phần cảnh báo chúng ta nước nóng thôi. Cái phần nóng ở đây thôi. Còn ở đây là cái màn, những cái phần nút cảm ứng trực quan chúng ta sử dụng ha. Thì để an toàn hơn thì anh sẽ lấy cái phần ly ra và anh hứng ở đây khi mà anh lỡ tay hay gì đó, tại vì cái này nó cũng rất là nhạy. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn nút chi tiết. Thì cái nút này chúng ta có thể lựa chọn phần nhiệt độ nè. Đó, thì có những cái nhiệt độ, những cái mốc nhiệt độ cơ bản ha, chẳng hạn như là 30 độ nè, 45 độ, 46, 60, 85 và 100 độ. Ngoài ra nếu mà các bạn muốn điều chỉnh những cái nhiệt độ theo từng nhiệt độ mà theo một đơn vị á, thì chúng ta chỉ cần nhấn giữ như thế này. Đó, nó sẽ lên như thế này. Đó, nếu mà nó dừng ở nhiệt độ mà chúng ta muốn thì chúng ta chỉ có bấm dừng lại thôi ha. Đó là cái phần chúng ta điều chỉnh và chúng ta lựa chọn nhiệt độ. Cái nút thứ hai đó là chúng ta lựa chọn cái phần dung tích. Đó, thì cái phần dung tích của chúng ta thì chúng ta có những cái bốn cái mốc dung tích cơ bản, thì lúc nãy cũng vừa nhắc cho các bạn, thì bây giờ anh sẽ nói chi tiết hơn. Đó là 150ml nè, 250ml, 500, 750 là hết rồi. Còn nếu chúng ta muốn tăng ml lên mà chúng ta muốn á, thì chúng ta cũng chỉ cần nhấn giữ và cái đơn vị tăng của nó là 10 ha. Đó, rồi đó, chúng ta chuyển lại 150ml. Còn cái nút này là cái nút chúng ta bắt đầu khởi chạy những cái nhiệt độ cũng như là cái dung tích mà chúng ta lựa chọn. Đó, thì nước nó sẽ chạy xuống. Đó, do nước này là nước lạnh cho nên cái nút này nó sẽ hiển thị màu xanh cho chúng ta để chúng ta biết cái độ an toàn của nó. Đó, thì chúng ta bấm 150ml thì chúng ta lấy một cái ly sao cho vừa. 150ml thì chúng ta đi ra chỗ khác thì chúng ta đảo lại thì nước nó sẽ tự động tắt. Còn nước, nếu mà chúng ta muốn nước tắt giữa chừng bất kỳ thì chúng ta chỉ cần nhấn một lần vào nước vào đây là nó sẽ chớp nháy, sau đó nó sẽ tự động ngắt nước. Còn cái chế độ này là chế độ yêu thích. Chế độ yêu thích thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào?
sử dụng khi chúng ta kết nối với app và chúng ta cài đặt chế độ yêu thích với những cái nhiệt độ cũng như là cái dung tích mà chúng ta đã đặt sẵn, thì chúng ta chỉ cần một thao tác nhấn cái này thì chúng ta sẽ được cái chế độ yêu thích, chúng ta không cần phải điều chỉnh quá nhiều ở đây. Thì để kết nối app thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn kết nối app nha. Thì app của chúng ta sử dụng ở đây đó là app Mi Home. Thì đầu tiên các bạn nên tải app Mi Home về. Thì bây giờ anh sẽ quay màn hình lại cho các bạn cùng xem ha. Chúng ta tải app Mi Home về và sau đó chúng ta bật Bluetooth lên. Đó. Và các bạn nên nhớ là app Mi Home chúng ta nên chuyển qua cái quốc gia của chúng ta là Trung Quốc, nó mới có thể tìm được cái chiếc máy này. Còn quốc gia của chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta không thể tìm nha các bạn. Thì anh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết phần này hơn, hay là phần cài đặt. Chúng ta vào phần cài đặt ha. Chúng ta vào chọn phần quốc gia này, ngôn ngữ chúng ta vẫn để tiếng Việt thì chúng ta có thể dễ sử dụng hơn. Còn phần quốc gia thì chúng ta nên chọn quốc gia Trung Quốc như thế này. Đó. Sau đó thì chúng ta có thể tìm nó vào phần Add Device đây. Anh search vào đây cho nó nhanh ha. Chúng ta search vào cái từ More Friend thì nó sẽ ra cái máy này. Đó, tại vì trong đấy có rất là nhiều thiết bị. Sau đó nó sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta kết nối cái máy này với Wi-Fi. Thì nó kêu chúng ta là sau khi chúng ta mở nguồn á, thì khoảng 8 giây thì chúng ta nhấn giữ cái nút này 3 giây. Khi chúng ta mở nguồn 8 giây thì bây giờ anh sẽ mở nguồn nè. Xong đó sau 8 giây sau khi mở nguồn thì chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta nhấn cái nút này khoảng 3 giây. Thì các bạn thấy cái nút Wi-Fi này nó chớp nháy nè. Đó. Sau đó chúng ta đã xác nhận thao tác. Khi mà chúng ta nhấn nó sẽ kêu nha. Tại vì lúc nãy anh đã kết nối rồi á, cho nên là cái máy này nó cũng đây. Sau đó chúng ta vào phần Wi-Fi, chúng ta kết nối Wi-Fi với cái phần máy này. Rồi, sau khi kết nối xong thì chúng ta phải quay lại Mi Home. Đó, quay lại Mi Home thì nó sẽ tự động kết nối với chúng ta. Và cái nút Wi-Fi các bạn thấy nó sẽ chớp nháy như thế này. Rồi, và sau khi kết nối với app thì các bạn thấy cái ký hiệu Wi-Fi nó sẽ không chớp nháy nữa và nó sẽ cháy dài. Thì chúng ta chọn cái phần phòng ngủ, chúng ta set up cái máy này ở trong cái phòng mà chúng ta muốn á, để cho chúng ta có thể dễ điều khiển hơn. Rồi, sau đó chúng ta đặt tên của chiếc máy này. À, cái này là do các bạn thôi. Và chúng ta bắt đầu, và các bạn hãy quan sát đây là cái phần giao diện của cái phần app khi chúng ta sử dụng cái máy nước nóng, máy làm nóng nước muffin này. Chúng ta đồng ý và tiếp tục. Thì bạn thấy là trên phần giao diện nó thì nó cũng rất là trực quan và dễ nhìn ha. Ở đây là phần nhiệt độ nè, ở đây là switch là cái nút công tắc, ở đây là cái nút mà để chúng ta có thể mở nước hoặc tắt nước á. Còn ở đây là nó có rất là nhiều cái model chúng ta sử dụng để chúng ta có thể sử dụng về cái thông thường nè, nấu sữa nè, nấu ăn nè, vân vân. Và những cái chế độ yêu thích. Chế độ yêu thích ở đây là chúng ta có thể điều chỉnh chi tiết ở đây. Hồi nãy anh nói là cái chế độ này nè các bạn. Đó, các bạn điều chỉnh 51 thì ở đây nó sẽ 51. Sau đó chúng ta điều chỉnh cái dung tích nè. Hoặc là chúng ta có thể bấm cái dung tích ở đây luôn cũng được ha. Đó. Rồi bây giờ anh sẽ thử điều chỉnh dung tích nha. Điều chỉnh nhiệt độ nha. Đó, sau đó anh bấm vào cái nút này. Nó cho chúng ta xác nhận nhiệt độ 45 độ, dung tích 160 lít, confirm. Đó, khi chúng ta bấm cái nút này chúng ta xác nhận thì nước nó sẽ tự động chảy ra như thế này. Đó. Và các bạn thấy là cái nhiệt độ nước chúng ta có phần hơi cao hơn, nó là 48 độ C thì cái nước nóng thì nó sẽ hiển thị cái đèn màu đỏ như thế này. À, nếu chúng ta muốn dừng á thì chúng ta bấm cái nút này một lần nữa thì nước nó sẽ tự động tắt. Thì với cái chức năng này thì chúng ta có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại của chúng ta. Có nghĩa là khi chúng ta ngồi làm việc hay chúng ta bận bịu gì đó thì chúng ta chỉ cần ngồi từ xa bấm nước, sau đó chúng ta chỉ cần thời gian lại lấy nước và chúng ta đem đi thôi. Đó là một cái tiện lợi của cái việc khi chúng ta sử dụng app. Và điều đặc biệt đó là rất là an toàn cho cái nguồn nước chúng ta sử dụng, đó là nó sẽ thông báo chúng ta khi cái phần ống nước chúng ta phải cần vệ sinh, thì nó sẽ giúp chúng ta nhắc nhở. Thì cái phần vệ sinh thì chúng ta nó nằm ở phần cleaning như thế này, thì nó sẽ nói ra những cái step của chúng ta để chúng ta có thể làm theo nó, và từng bước step theo nó, và chúng ta có thể vệ sinh cái đường ống nước và những cái bộ lọc ở bên trong. Rất là tiện lợi và là một điều rất là hay. Và đó cũng là một số cái bước để chúng ta có thể sử dụng một cách cơ bản nhất thông qua app trên smartphone của mình. Cảm ơn các bạn đã xem qua cái phần trải nghiệm trên smartphone của anh nha. Rồi,
Và bây giờ thì các bạn cũng đã xem qua cái phần trải nghiệm của Ánh thông qua chiếc máy làm nóng nước thông minh Morphone này, thông qua một cách sử dụng thủ công cũng như là sử dụng thông qua app trên smartphone của mình. Và các bạn cũng thấy cái sự tiện lợi của chiếc máy này qua rất là nhiều thông tin chi tiết mà Ánh đã thông tin đến các bạn. Và nếu các bạn muốn mua chiếc máy này, các bạn có thể truy cập vào đường link ở phần mô tả video để chúng ta có thể biết thêm về giá cũng như là thông tin chi tiết. Thì giá của chiếc máy này Ánh nghĩ tầm vài triệu thôi là chúng ta có thể sở hữu ngay được nó rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Xin chào, bye bye. Nhớ like và subscribe channel của chúng ta Mobile để chúng ta Ánh có thêm nhiều động lực hơn để làm video nha. Bye.